Hoài Vi, cha cô không phải cha ruột của cô mà là yêu. Ái cha. Xin lỗi anh. Anh tiếp tục nói đi, đừng để ý tôi. Cô đợi ở đây một lát, tôi đi lấy chút đồ ăn cho cô. Không cần đâu, tôi cũng không đói lắm. Mục Tử, Kỳ Lân, hai người có tin vào duyên phận không? Duyên phận là thứ kỳ diệu khôn lường. Hôm nay là ngày mấy tháng mấy nhỉ? Ngày 27 tháng 7 năm 2024. Hôm nay chính là hôm nay. Tất cả của nhiên là duyên phận. À Kỳ Lân, công hội của các người có một tiểu tử 18-19 tuổi, nhiều nhất không quá 20 tuổi. Tên là Kỳ Anh phải không? Kỳ Anh thì có một người như vậy. Nhưng Kỳ Anh là tên giả của cậu ta. Cậu ta tên Hàm Ngư. Gì? Cậu ta lừa tôi à? Cậu ta thậm chí không chịu nói tên thật với tôi. Nghĩ lại ngày xưa tôi còn ngưỡng mộ cậu ta như vậy. Khoan đã, bà ngưỡng mộ trưởng lão Hàm Ngư. Đúng vậy, tiểu tử Hàm Ngư là ân nhân cứu mạng của tôi. Cậu ta cứu bà. Khi nào vậy? Chính là lúc này. Chính là giây phút này. Hoài Vi, tỉnh dậy đi. Đây, cô ăn chút đồ trước đi. Đây là cái gì vậy? Đừng hỏi, ăn được là được rồi. Ăn đi, ăn no rồi tôi còn nhiều chuyện muốn hỏi cô. Đây là nước à? Gần như vậy, nhưng là nước có mùi vị. Mùi vị lạ quá. Đồ uống không phải nên ngọt sao? Cho dù trước đây chưa từng uống vị ngọt, cũng đâu đến nỗi thấy kỳ lạ chứ. Tuy lạ, nhưng cũng không tệ. À, ngon thật. Hàm Ngư hơi tò mò. Anh cũng cầm một chai đồ uống lên xem kỹ. Ngay lập tức ngớ người ra. Đẹp, xin lỗi. Tôi vừa rồi không để ý. Đây không phải đồ uống mà là bia. Hóa ra đây chính là mùi vị của bia. Này, cô đủ 18 tuổi rồi chứ? Năm nay vừa tròn 18 tuổi. Hàm Ngư tiên sinh, còn anh cũng tầm đó. Hoài Vi, cô biết bây giờ là năm bao nhiêu? Biết chứ, năm 29 mà. Cách nói năm 29 đã xác thực rồi. Cô ấy chính là người của thời đại. Xem ra thiên phú của Hoài Vi này không chỉ có thể nhảy vọt không gian mà còn có thể xuyên qua thời gian. Đây là đâu vậy? Tôi chưa từng thấy ngôi nhà nào đẹp như vậy. Hoài Vi, những điều tôi nói tiếp theo đây cô đừng giận mình nhé. Thế giới mà cô đang ở hiện tại là năm 2024. Năm 2024. Nói đơn giản là cô đã đến tương lai 78 năm sau. Cái gì? Không thể nào. Tôi nhất định vẫn đang mơ. Hoài Vi, tôi và cô đều là người thức tỉnh. Con trai của cô cũng không phải yêu quái mà là một loại sinh vật gọi. Còn về việc tại sao cô lại đến đây? 20 phút sau, Hoài Vi nghe Hàm kể xong về thế giới và toàn bộ quan điểm thế giới đã bị trầm lại. Hai mắt thất thần, đang trải qua một cơn bão não dữ dội. Những lời tôi vừa nói cô có nghe hiểu không? Nghe hiểu rồi. Gia đình, bạn bè, thầy cô, bạn học của tôi, tất cả đều là thú. Tôi vẫn luôn sống trong một thế giới giả dối. Đúng là như vậy. Hoài Vi, cô có biết thiên phú của mình lúc tôi ngất đi trước đó? Trong đầu dường như nghe thấy một giọng nói. Hình như là tam thế không U Linh. Tam thế không U Linh là hàng thứ ba. Hàng thứ ba của U Linh thời không? Ý anh là thiên phú của tôi xếp thứ ba à? Trời ơi, tôi lợi hại vậy sao? Ừ, đúng vậy, không ngờ nhỉ. Hóa ra lại là một đại lão. Hoài Vi nhìn Hàm Ngư trước mặt, tuổi tác tương đương với mình, nhưng hành vi cử chỉ đều chín chắn hơn mình nhiều, mà còn hiểu biết nhiều như vậy, lại còn cứu mình. Đột nhiên, cô nảy sinh lòng ngưỡng mộ với người trước mặt. Hàm Ngư, anh là ân nhân cứu mạng của cũng là thầy của tôi. Tôi có thể gọi anh là thầy được không? Được chứ. Cảm ơn thầy Hàm Ngư. Có lẽ tôi phải về rồi. Tôi cảm thấy có một nguồn năng lượng đang kéo tôi về. Cô về nhất định phải cẩn thận. Không thể tin tưởng bất kỳ ai. Nếu cô không nỡ giết cha mình thì cô phải vĩnh viễn rời xa. Thay đổi thân phận, bắt đầu cuộc sống vâng, mới. Thầy Hàm Ngư, sau này tôi còn có thể đến tìm thấy không? Có thể thì có thể, nhưng tốt nhất đừng đến nữa. Tại sao? Vì e rằng cô sẽ không gặp được tôi của tương lai. 7 ngày nữa thủy triều kinh hồng sẽ ập đến, ngày đó tất cả người thức tỉnh sẽ chết. Không, thầy nhất định sẽ vượt qua khó khăn. Chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Ha ha, vậy thì mượn lời chúc may mắn hãy sống thật tốt ở thời đại của mình. Đã hẹn rồi nhé. Hoài Vi biến mất, cô gái 18 tuổi đến từ thế kỷ trước như chưa từng xuất hiện. Hàm Ngư im lặng giày lát, lấy điện thoại ra. Muộn thế này rồi, có chuyện gì vậy? Hạ tỷ, chị có từng nghe về một người thức tỉnh tên Hoài Vi là một đại lão, nhưng là người của thế kỷ trước rồi. Không quen, chưa từng nghe tên này. Vậy à? Chẳng lẽ Hoài Vi không sống tốt sao? Không đúng, Hoài Vi quay về chắc chắn sẽ không dùng tên thật nữa, nhất định sẽ lấy cho mình một tên giang hồ. Hạ tỷ, tôi vừa gặp một chuyện kỳ lạ, phải nói trực tiếp với chị. Tại nhà tù, sau khi kể xong trải nghiệm du hành thời gian lần đầu, Kỳ Lân và Lý Phu Nhân im lặng gần một phút. Phu Nhân nói bà có thể du hành thời gian. Và chỉ một tiếng trước, bà 18 tuổi, đã gặp trưởng lão Hàm Ngư của công hội chúng tôi. Sao không tin à? Có chuyện gì không? Có việc tôi cảm thấy phải báo cáo ngay với anh. Là về Hàm Ngư, cậu ấy nói tối nay gặp một cô gái, đến từ 78 năm trước. Bây giờ tôi tin bà rồi. Duyên phận, đây chính là duyên phận. Kỳ diệu khôn lường, tôi nói cho các người biết, thiên phú của tôi là U Linh thời không hạng 3. Dịch chuyển không gian,
tôi nửa tháng mới có thể dịch chuyển một lần. Còn xuyên thời gian, tôi phải mất một năm mới có thể làm một lần. Hơn nữa mỗi lần tối đa chỉ duy trì được một tiếng. Và cũng không thể đi hai lần trong cùng một ngày. Tôi có một câu hỏi, cậu định hỏi tôi có đi tương lai xem chưa phải không? Xem rồi, không chỉ tương lai mà quá khứ, tôi cũng đã đến cái nơi chết tiệt này. Không có quá khứ, không có tương lai. Thời điểm xa xưa nhất tôi từng đến là năm 1926. Trước đó nữa thì tôi không thể đi được. Thời điểm muộn nhất tôi từng đến là đêm cuối cùng trước khi thủy triều huyết hồng xảy ra. Sau đó nữa thì tôi cũng không đến được. Tôi đã thử đủ mọi cách, nhưng vẫn không đi được. 1926 đến 2024 là 98 năm. Không phải 100 năm. Nếu thủy triều kinh hồng không đến sớm, thì sẽ xảy ra sau 2 năm nữa, vừa đúng 100 năm. Độ dài thời gian của thế giới mê vụ này, hay nói cách khác là tuổi thọ, chỉ có ngắn ngủi một thế kỷ. Giờ đây vì giáo phải thương mẫu và âm mưu của vọng thịnh, sự kết thúc của thế giới còn bị rút ngắn thêm 2 năm. Giây phút này Lý phu nhân cuối cùng cũng hiểu tại sao tiểu quỷ từ một nữ cường nhân nhiệt huyết lại biến thành một lão nhân chán đời suốt ngày xây xì. Già nua không phải nguyên nhân chính, mà là mất đi hy vọng. Tiểu quỷ đã sớm biết giới hạn và ranh giới của thế giới mê vụ ở đâu. Tất cả người thức tỉnh, thậm chí tất cả thú đều không thoát khỏi thương đạo, không thoát khỏi số mệnh. Mọi người chỉ là chim trong lồng. Tiểu quỷ, bà đã đến đêm cuối của thủy triều huyết hồng, nói cho chúng tôi biết ai thắng. Không biết, tôi không nhìn thấy kết cục. Kỳ Lân và Lý phu nhân lập tức hiểu ra, tiểu quỷ đã đến ngày đó, nhưng vì giới hạn thời gian hoặc lý do khác, bà không thể chứng kiến trọn vẹn trận chiến. Vốn không có nhân của, 100 năm sau không có ông, cũng không có tôi. Kỳ Lân vẫn đang suy nghĩ, đột nhiên phát hiện sắc mặt Lý phu nhân anh giật mình, lập tức đưa tay thăm dò hơi thở của tiểu quỷ. Bà ấy chết rồi. Các vị, trước khi thủy triều huyết hồng, tôi và Long Lý phu nhân đã đạt được nhận thức chung, tất cả người thức tỉnh sẽ tập trung đến chi nhánh Bạch Hồ, mọi người cùng nhau đón địch, chuẩn bị chiến đấu. Hội trưởng, trong số có thể có kẻ sử dụng thiên phù có sức hủy diệt. Nếu chúng ta tập trung hết lại một chỗ, liệu có phải ngược lại sẽ nguy hiểm hơn không? Tiểu đệ thất doanh, cậu quên tôi rồi à? Thiên phú của tôi là tuyệt đối phòng ngự hạng 9. Thiên phú hệ phòng thủ mạnh nhất, có thể tạo ra một kết tinh an toàn lớn bằng một tầng lầu. Hơn nữa còn có thể di động. Trùng hợp thế, mỗi lần chỉ duy trì được 10 phút, sau đó lại phải nghỉ ngơi một tiếng. Nhưng đủ để đối phó tình huống cậu nói rồi. Bạch Hồ chỉ có thể che chắn. Muốn thay đổi số mệnh, vẫn phải chủ động tấn công. Đúng vậy, mọi người ở đây đều là lực lượng nòng cốt. Xin hãy chuẩn bị tinh thần chiến đấu đến cùng. Vâng. Lý Vi Vi, xin lỗi nhé. Lâu như vậy mà giờ mới đến thăm em. Thời gian qua thực sự xảy ra quá nhiều chuyện. Trước khi thức tỉnh, Hàm Ngư và Lý Vi Vi là đôi bạn thanh mai trúc mã tâm. Giờ phút này, Hàm Ngư rõ ràng có rất nhiều tâm sự muốn chia sẻ, nhưng lời đến miệng lại không thể nói ra được câu nào. Nói chung anh vẫn ổn. Nếu còn cơ hội, lần sau anh sẽ lại đến thăm em. Vạn Thứ Tư, anh đến thăm em đây. Sau khi em ra đi, đã xảy ra rất nhiều chuyện. Đúng rồi, anh đã báo thù cho nhưng em, nhưng cũng không tính là báo thù triệt để. Tiếp theo còn có việc cấp bách hơn phải đối mặt, nên chuyện báo thù triệt để phải đợi thêm chút nữa. Hàm Ngư nói đến đây, đột nhiên ý thức được sự giả dối của bản thân. Thực ra đối với Vạn Thứ Tư, giết Hồng Phượng đã tính là báo thù rồi. Tiêu diệt Thang Mỗ, Vạn Thứ Tư thực sự quan tâm loại chuyện đó. Nói cho cùng, Hàm Ngư chỉ là muốn cưỡng ép cho mình một lý do, không tha thứ cho bản thân, tiếp tục duy trì cơn giận, không ngừng trở nên mạnh cho đến khi đón nhận điểm cuối của số mệnh. Hôm đó em nói với anh, nếu không có em thì sẽ không có anh của hiện tại. Bây giờ anh đã hiểu phần nào câu nói đó. Nếu không có em của ngày xưa, cũng sẽ không có anh của bây giờ. Anh không biết tiếp theo mình còn phải mất đi bao nhiêu. Anh cũng không biết bản thân mình khi nào sẽ trở thành mất mát của người khác. Nhưng chỉ cần anh còn sống một ngày, anh vĩnh viễn sẽ không quên em. 10 phút sau, Hàm Ngư đến trước bia mộ của quỷ mã. Anh giật mình vì trước bia mộ của quỷ mã đang đứng một người. Hắc Mã, cậu đến rồi. Trùng hợp thật, Long Tiên ở đây không có người khác, không cần khách sáo đâu. Đội trưởng, nhiệm vụ ở New Er Đài Phu thuận lợi chứ? Rất tốt, đội trưởng. Tình hình ở New Er Đài Phu có cần báo cáo không? Kỳ Lân đã đồng bộ thông tin cho tôi và Lý phu nhân rồi. Tất nhiên cậu ta chắc có giữ lại một phần, nhưng tôi không cần cậu bổ sung. Chuyện của tiểu quỷ cậu cũng biết rồi. Cậu quên tôi là người đã ngủ đông một đường đến đây à? Xét về bối phận, các cậu đều nên gọi tôi là ông nội. Cậu nghĩ bạch tai của Huyền Môn, tại sao chỉ có mình tiểu quỷ sống sót? Đội trưởng, chính anh đã cứu ông ấy. Chúng tôi thập nhị chi cũng vì thế mà phải trả giá thảm khốc. Rốt cuộc bạch tai là gì? Nói đơn giản, có 3 con thú vọng định tiêu diệt tất cả người thức tỉnh, nhưng đã thất bại. Chuyện xưa không cần nhắc lại, hãy tập trung vào tương lai thôi. Đội trưởng, tôi có một chuyện muốn hỏi anh. Hỏi đi. Vì anh đã biết nhiều như vậy rồi, tại sao còn cử tôi đi làm gián điệp? Tôi cảm thấy tin tức tôi thăm dò được còn không bằng những gì anh tự hiểu. Tôi đưa cậu đến công hội Kỳ Lân cũng là vì nghĩ cho cậu. Thực ra từ sớm tôi đã biết cậu có thiên phú may mắn. Hàm Ngư kinh hãi, lập tức nổi da gà. Anh cố gắng kìm nén, không nói gì. Anh không biết nên nói gì. Im lặng là lựa chọn duy nhất. Công hội Kỳ Lân có thần kỹ phù văn. Với sự hiểu biết của tôi về cậu, cậu đến công hội Kỳ Lân chắc chắn sẽ tìm cách tiếp xúc thần kỹ phù văn. Lúc đó cậu còn rất yếu, Kỳ Lân chưa chắc sẽ đề phòng. Còn tôi thì không thể nào. Kỳ Lân tuyệt đối không cho tôi đụng vào thần kỹ phù văn. Long này của thực là tính toán chu đáo. Nhưng sao Long biết tôi có thiên phú may mắn nhỉ? Thôi bỏ đi, giờ nghĩ mấy cái này việc cấp bách là phải tránh bị đánh.
Đội trưởng, tôi không cố ý giấu. Không sao đâu, thiên phú hạng cao vốn là lá bài tẩy của người thức tỉnh. Chúng ta đều đang che giấu một cách. Điều này rất công bằng. Nhưng thiên phú của tôi không phải thiên phú hạng cao. Các thiên phú đều liên kết đầu đuôi với nhau. Tôi là đầu, cậu là đuôi. Ngược lại, tôi là đuôi, cậu là đầu. Đưa tay cho tôi. Quả nhiên cậu đã tiếp xúc với thần tích phù văn. Cảm ơn cậu. Bây giờ, trong cơ thể cậu và tôi đều đã gieo hạt giống thần tích phù văn. Có thể nảy mầm hay không phải xem cơ duyên cá nhân. Chủ tế hạng 1, thần tích hệ mạnh nhất. Cậu là người đầu tiên biết thiên phú của tôi. Đây là lời cảm ơn vì cậu đã hoàn thành nhiệm vụ. Hắn ngươi đã sớm kinh ngạc đến mức không nói. Hóa ra đây mới là nhiệm vụ thực sự của Nguyệt Sắc Chân. Nhiệm vụ của Quỷ Mã chỉ là một trong những nhiệm vụ ẩn sâu hơn. Là để Hàm Ngư Thay Long lấy được hạt giống thần tích phù văn. Long biết Kỳ Lân đề phòng anh ta. Không biết Kỳ Lân đã đoán ra Long có thiên phú thần tích mạnh nhất. Nên Kỳ Lân tuyệt đối không thể để Long lấy được thần tích phù văn. Ngay cả chạm vào cũng không thể. Nhưng Kỳ Lân lại không ngờ rằng Long có thể thông qua Hàm Ngư làm trung gian để có được hạt giống năng lượng trong thần tích phù văn. Hàm Ngư, tôi đã lợi dụng cậu. Tôi cũng giấu thiên phú của mình. Vậy là huề nhau. Huề nhau. Đội trưởng, vì nhiệm vụ cuối cùng anh giao cho tôi đã hoàn thành, tôi có thể quay về được chưa? Từ cậu quyết định. Tôi nhìn ra được tình cảm của cậu với đồng đội bên đó là thật lòng. Họ đều là người tốt. Nếu cậu muốn tiếp tục ở lại đó, thậm chí chính thức gia nhập họ, tôi cũng tôn trọng cậu. Tôi luôn tin rằng số mệnh của người thức tỉnh dù khác đường nhưng cùng đích. Tất nhiên Kỳ Lân và Lý Phu Nhân là ngoại lệ. Ý gì? Có lẽ tôi không có tư cách nói những lời này. Nhưng để cảm ơn, giây phút này tôi hoàn toàn cởi mở với cậu. Vì vậy tôi muốn nói cho cậu biết, Kỳ Lân và Lý Phu Nhân chưa chắc đã là kẻ thù của chúng nhưng ta. Nhưng về bản chất không cùng phe với chúng ta. Đội trưởng, ý anh là họ chỉ tạm thời hợp tác nhưng với chúng ta. Nhưng đích đến cuối cùng lại khác. Rất có thể. Họ muốn làm gì? Tôi vẫn chưa chắc chắn. Nhưng sớm muộn gì cũng sẽ rõ. Được rồi, tôi nên đi đây. Vào hệ thống thăm dò chủ tể. Không thể thăm dò. Tại sao? Tôi đã biết tên rồi mà. Trước đây cũng coi như đã lĩnh giáo thiên phú của coi như đã thăm dò rồi chứ. Mục tiêu từ chối. Chẳng lẽ thiên phú của Long có thể tự thiết lập tường lửa? Từ chối bị anh thăm dò sao? Có thể hiểu như vậy. Có phải vì thiên phú của anh ta là thần tích hệ mạnh nhất? Hệ thống may mắn cũng là thần tích hệ. Nên anh bị áp chế. Xin tự thăm dò. Cần anh làm gì? Long này quá cao thâm, quá thần bí, quá mạnh mẽ. Thôi bỏ đi, hiện tại việc quan trọng nhất vẫn là Thủy Triều Tinh Không. Ngày cuối cùng của Thủy Triều Tinh Không, Hàm Ngư ở nhà bên cạnh gia đình. Anh nói dối gia đình, rằng Vương Tử Khải gia nhập một câu lạc bộ thì phải đến đó tập huấn đặc biệt 7 ngày. Nhất định phải kéo Hàm Ngư cùng đi. Gia đình nghe là Vương Tử Khải thì cũng đồng ý. Hàm Ngư đến nhà Vương Tử Khải lúc 23:40, chỉ còn 20 phút nữa. Thủy Triều Tinh Hồng sẽ bắt đầu. Anh em, cậu đúng là thiên tài. Một tuần tới, chúng ta có thể quấy tung trời, không ai quản được chúng ta nữa. Mà lúc này lòng Hàm Ngư càng lúc càng buồn chồn. Sao Vương Tử Khải này chẳng có chút buồn ngủ nào vậy? Cậu ta thực sự là người lạc lối sao? May mà mình đã chuẩn bị sẵn kế hoạch bi. Các người là ai? Chào, cậu chính là Khải Ca, kẻ thống trị hẻm núi, học đệ gà mờ phải không? Sao cậu biết Adi lên quân của tôi? Hai người này là tôi gọi để thực hiện nhiệm vụ. Đẹp, anh em. Được chứ, tôi biết mà. Một tuần này sao mà đơn giản được. Đồ đạc mang đến chưa? Ừ, mang rồi. Đưa tôi một cái trước. Đây. Anh em, đây là cái gì vậy? Đồ tốt, he he he. Anh em, đây là cái gì vậy? Đồ tốt, he he he. Đội trưởng, xong rồi. Vương Tử Khải, xin lỗi nhé. Đợi trời sáng Thủy Triều Tinh Hồng kết. Chúng ta vẫn là anh em tốt. Đội trưởng, anh thậm chí còn làm đến mức tình anh em giữa anh và học đệ gà mờ sâu sắc thật. Cậu ta đã cứu tôi mấy lần rồi. Lại còn tin tưởng tôi đặc biệt. Nếu có thể, tôi vĩnh viễn không muốn làm tổn thương cậu ấy. Đội trưởng, nếu là cậu ấy, tôi không ngại chủ động rút lui đâu. He he he. Đừng đùa nữa, mau về chi nhánh Bạch Hai vị, tình hình hơi bất ổn. Sao vậy? Hàm Ngư vừa hỏi, xong, sắc mặt trầm xuống, tim gần như ngừng đập. Vương Tử Khải vốn phải hôn mê trước mặt anh, cậu ta tỉnh rồi. Anh em, anh làm gì vậy? Tại sao lại trói tôi lại? Vương Tử Khải, cậu bình tĩnh đã. Nghe tôi giải thích. Hàm Ngư thực sự bối rối. Tình huống này anh hoàn toàn không lường trước. Liều thuốc có thể khiến thú cấp cao hôn mê 48 tiếng. Sử dụng lên người Vương Tử Khải lại không thể duy trì nổi 10 phút. Vương Tử Khải rốt cuộc là quái vật gì? Việc này quá vô lý rồi. Hàm Ngư, mày nhanh chóng giải thích cho tao đi. Ồ, tao biết rồi. Chắc chắn là do hai tên kia xúi đúng không? Hừ, đừng hòng chia rẽ quan hệ giữa bọn tao. Đừng có mà nịnh hót. Hai người kia ra ngoài trước. Đội trưởng, không còn thời gian nữa. Ra ngoài. Vương Tử Khải, xin lỗi, đều là ý của tôi. Anh em, anh vẫn sao lại trói tôi lại vậy? À, là để đặc huấn cho cậu. Đặc huấn đối phó với Lý Phu Nhân của Bách Xuyên. Cậu còn nhớ chứ? Chính là Quan Hải Long. Người phụ nữ mời chúng ta ăn món nướng hôm đó. Tôi biết bà ta làm sao rồi. Bà ta có thể dự đoán tương lai. Bà ta dự đoán trong tương lai có một phản diện rất lợi hại. Hắn là phản diện tối cao. Tên phản diện đó cực kỳ mạnh. Chúng ta đều không phải đối thủ. Cuối cùng đều sẽ bị hắn giết chết. Ngay cả cậu cũng không phải đối thủ của hắn. Cho nên chúng tôi phải đặc huấn cho cậu. Người được chờ định. Trói cậu lại. Đây chỉ là bước đầu tiên của đặc huấn. Mục đích là để kích phát toàn bộ tiềm năng của cậu. Tôi biết ngay mà. Một tuần này sao mà đơn giản được.
Xem ra đã qua ai rồi. Nội dung đặc có phải là bắt tôi tự thoát khỏi mấy sợi dây này không? Chuyện nhỏ, hừ. Anh em, ta quấn của anh không được, phải tăng mức độ lên. Thám ngư đứng chết chân tại chỗ. Đầu óc trống rỗng. Người trước mặt là bạn thân nhất, thân thích nhất của mình. Nhưng giây phút này, sức mạnh của cậu ta khiến anh cảm thấy vô cùng xa lạ. Vương Tử Khải tuyệt đối không thể là người lạc lối. Cậu ta nhất định là một loại thú cấp cao nào đó đang ngủ say. Đội trưởng, 12 giờ rồi, không thể chờ thêm nữa. Ngay khi lời của quán đầu vừa dứt, lực hàm ngư khẽ có rút một cái, như thể bị ngón tay nào đó gảy lên dây đàn. Quán đầu và thiên cầu cũng cảm nhận được tín hiệu cảnh báo xa lạ này. Tín hiệu cảnh báo xa lạ này. Vầng trăng tròn trên bầu trời với tốc độ mắt thường. Hướng một màu đỏ thấm đậm đặc. Nó lơ lửng trên bầu trời đêm, tựa như con mắt của một vị thần tà. Âm u quan sát mọi nơi trên thế gian này. Con mắt này tỏa ra ánh sáng đỏ mạnh không thua gì ban ngày. Cả thành phố đều chìm trong màu đỏ ngột ngạt. Hê hê, này, sao mọi người đều không nói gì vậy? Đội trưởng, quán đầu sợ hãi run rẩy toàn thân. Nhưng cô không bỏ chạy. Lần này dù có chuyện gì xảy ra, cô cũng không thể kéo chân sau nữa. Cô phải chiến đấu sát cánh cùng đội trưởng Thất Ảnh. Thiên cầu không thay đổi sắc, bẻ gãy một viên bi xanh thẫm. Rồi anh ta giơ tay nhắm vào Vương Tử Khải, vận chuyển năng lượng, sẵn sàng thi triển không gian cắt chém cấp 4 bất cứ lúc nào. Hê hê, các người không phải muốn đọc cuốn sao? Còn chờ gì nữa? Toàn bộ thành viên của ba tổ chức lớn chi nhánh Bạch Hổ đều tập trung bao gồm một số người rời ra. Tổng cộng 156 người. Những người này như là toàn bộ người thức tỉnh hiện tại của thế giới mê vụ. Thanh Linh và Hoàng Cảnh Quan đứng bên cửa sổ, sắc mặt hai người hơi nặng nề. Điện thoại của Hoàng Cảnh Quan luôn ở trạng thái bật máy, thần kinh căng thẳng cao độ. Anh rất sợ sẽ nhận được điện thoại từ vợ, vì điều này có thể nói lên hai khả năng: một, vợ anh là thú cấp cao; hai, bên cạnh anh có thú cấp cao nghi ngờ anh là người và lợi dụng vợ anh để gài bẫy anh. Lúc này anh chỉ có thể nắm chặt điện thoại, cầu nguyện trong khoảng thời gian từ nửa đêm điện thoại sẽ không bao giờ đổ chuông. Tất nhiên nếu có đổ chuông, anh sẽ chuẩn bị tâm lý cho mọi tình huống, dù có phải đi đến cái chết. Thanh Linh bên cạnh nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, thành phố đang siết chặt nắm tay vì Hàm Ngư vẫn chưa về. Anh biết Hàm Ngư muốn mượn thiên cầu của Thập giúp mình thực hiện một nhiệm vụ. Nhiệm vụ hoàn thành, anh ấy sẽ trở về chi nhánh Bạch Hồ trước 12 giờ. Bây giờ xem ra nhiệm vụ chưa hoàn thành, vậy chắc chắn là đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thanh Sa, Hoàng Ngư, thiên cầu gặp nguy hiểm rồi. Thanh Linh không nói hai lời, xoay người bỏ đi. Hoàng Cảnh Quan lập tức đuổi theo. Bạch Thấu cũng cùng đi. Tránh ra. Được, vậy thì phải đánh bại ta trước đã. Cổ thúc, thiên cầu gặp nguy hiểm rồi. Trong thời gian thủy triều kinh hồn, đồng đội ra ngoài thực hiện nhiệm vụ riêng, phải chuẩn bị tâm lý chết, đó là quy củ. Thiên cầu bị Hàm Ngư ép buộc gọi đi, thiên cầu tự nguyện hỗ trợ, đó là lựa chọn của cậu ta. Bây giờ tôi tự nguyện đi cứu thiên cầu và cả Hàm Ngư. Thanh Sa, không còn kịp. Nếu thực sự nguy hiểm thì đã xảy ra rồi. Kẻ thù mà Thất Ảnh và thiên cầu không đối phó nổi, ít nhất cũng là vọng thú và các cậu đi cũng chỉ là chịu chết. Tôi không thể để các cậu mạo hiểm. Đừng ép tôi. Các người không phải muốn đọc cuốn sao? Còn chờ gì nữa? Tăng hình. Ủa, người đâu rồi? Các người đâu rồi? Tuyệt quá, Vương Tử Khải là người lạc lối. Cho dù cậu ta mạnh đến nhưng vậy, cậu ta thực sự là người lạc lối. Cậu ta ngủ mất rồi. Đây không phải hiệu lực của thuốc mùa 2, mà là quy tắc của Thủy Triều Tinh Hồng. Đánh nhau rồi, không sao chứ? Sao, Hổ Thúc đánh bại cả ba người các cậu à? Đi thôi, chúng ta về khách sạn Bạch Hổ. Tăng hình. Đội trưởng, anh đúng là thiên tài. Chúng ta phối hợp kiểu này thì vô địch an toàn. Này cầu ca, đừng bay cao quá. Tôi sợ độ cao. Bay cao hơn sẽ an toàn hơn. Quán đầu, muốn thử cái gì kích thích hơn không? Hê, tôi muốn biết, khi đang bay mà đột nhiên dịch chuyển tức thời tăng tốc sẽ thế nào? À, đội trưởng đừng đùa nữa. Chúng ta thử lao xuống dịch chuyển tức thời tăng được tốc đấy. Xem. Cầu ca, đội trưởng, hai người bình tĩnh chút đi. Cứu mạng. Xuân đại nhân, Bạch Lộ và Sở Tuyết đã về rồi. Nhìn bộ dạng, Bạch Lộ vẫn chưa giúp Sở Tuyết tìm được con mồi mới nhỉ. Xuân đại nhân yên tâm, trong thời gian thủy triều hưng hồng là sân nhà của tiếp theo chúng ta có rất nhiều cơ hội. Kim Trạch, ngươi lạc quan quá rồi. Sở Tuyết này rất đặc biệt, so với bất kỳ ai trong chúng ta đều đặc biệt hơn. Con mồi của nó không dễ tìm đâu. Áp lực thực sự rất lớn. Xuân, người sáng lập quỷ cũng là con quỷ đầu tiên của thế giới mê. Tuy bề ngoài chỉ là một cậu bé, nhưng tâm trí đã là một ông lão từng trải. Trước đây thành viên quỷ đoàn từng lên tới 11 người, nhưng giờ chỉ còn 4 người. Xuân, Kinh Trập, Bạch Lộ và Sơ Tuyết. Trong cơ thể mỗi con quỷ đều chảy một lời nguyền khác nhau. Lời nguyền này có thể khiến chúng có được sức mạnh to lớn. Nhưng lời nguyền cũng là căn bệnh nan y đáng sợ, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng. Khoảng 20 năm trước, người của Thang Mộ Giáo tìm đến quỷ đoàn. Họ tự xưng có thể cung cấp nguồn thực phẩm ổn định cho quỷ và có cách chữa khỏi lời nguyền trong cơ thể quỷ, với điều kiện là quỷ chịu hợp tác với họ. Những năm này, việc quỷ đoàn phải làm rất đơn giản, thỉnh thoảng giúp họ ám sát một số người thức tỉnh, hoặc dùng năng lực xuất huyết hồi sinh một số người thức tỉnh. Thang Mẫu Giáo của thực đã cung cấp nguồn thực phẩm ổn định, nhưng lại không thực hiện lời hứa giải lời nguyền cho quỷ đoàn. Giờ đây cuối cùng tìm được một thực phẩm đặc biệt có thể ăn được, xuất huyết lại không chịu ăn, còn trở thành bạn tốt với thực phẩm đó. Sao mà hoang đường vậy chứ? Bạch Lộ, cứ thế này không phải cách. Tôi biết, nhưng muội ấy thả chết cũng không chịu ăn. Con cá mặn đó, đứa trẻ này cứng đâu?
Nhưng dù cứng đầu cũng không thắng nổi bản năng sinh tồn và cận. Bây giờ ba tổ chức lớn đều tụ tập một chỗ, căn bản không tìm được cơ hội. Kiên nhẫn chờ đợi, không còn thời gian nữa. Sơ Tuyết có thể sẽ chết bất cứ lúc nào. Cậu liên lạc với cậu ấy đi. Có thể cậu ấy sẽ sẵn lòng giúp chúng ta lần nữa. Nếu cậu ấy có điều kiện gì, chỉ cần không chạm đến giới hạn, chúng ta đều đồng ý. Cậu ấy là người thức tỉnh sao? Cậu ấy là vọng thú, không phải bạn bè của chúng ta, nhưng cũng không phải kẻ thù. Anh em, tối qua không phải chúng ta muốn đắc sao tôi lại ngủ quên vậy? Hiệu quả đặc huấn không tốt lắm. Thực ra không giấu gì. Người đến hôm qua quán đâu? Thiên phú của cậu ta gọi là một loại thiên phú cơ sĩ rất mạnh. Cậu ta đã dùng lên cậu. Chỉ cần qua nửa đêm, cậu sẽ tự động ngủ. Ôi, mạnh thật đấy. Nhưng mà cậu cũng có thiên phú đặc biệt. Tôi đoán không quá một tuần, cậu sẽ vượt qua được. Có cần đến một tuần không? Ba ngày tôi sẽ vượt qua. Tôi đã mua bữa sáng cho cậu. Cậu cứ ăn trước đi. Cố lên, cậu là tuyệt nhất. Tôi còn có việc, đi trước đây. Hàm Ngư cả ngày đều ở khách sạn Bạch Hồ. Cùng với Hoàng Cảnh Quan, cứ nửa phút lại không nhịn được nhìn điện thoại một lần. Ngay cả khi đang ăn cũng không ngoại lệ. Bạch Thố ăn tối cùng họ không chịu nổi. Hoàng Ngư, Hàm Ngư, các cậu có xong chưa? Nếu còn nhìn, tôi sẽ tôi xem điện thoại của tôi. Cậu ăn cơm của cậu đi. Cái này không phải là bốc hành động này ảnh hưởng đến việc ăn uống của người khác. Cậu không phải không cài đặt thông báo âm thanh. Cứ nhìn điện thoại có ý nghĩa gì không? Nếu cứ nhìn như vậy, thì vốn không có chuyện gì cũng sẽ khiến các cậu gặp rắc rối. Hàm Ngư nghe Bạch Thố nói có lý, anh vội vàng nhét điện thoại vào túi. Thầy sẽ không nhìn nữa. Tôn trưởng tay, điện thoại của anh kêu rồi. Đúng, điện thoại là em dâu tôi gọi. Cậu ấy chưa chắc là thú, có thể là người thức tỉnh. Hàm Ngư không nói gì. Khả năng này giống như trùng số, quá nhỏ. Cậu ấy và em trai tôi thuê nhà bên ngoài đại học. Nửa đêm cậu ấy tỉnh dậy phát hiện em trai tôi hôn mê, gọi mãi không tỉnh. Cứ nghĩ cậu ấy bị bệnh, muốn gọi điện cấp cứu nhưng không gọi được. Cuối cùng gọi đến tôi. Cậu muốn xác nhận tình hình, muốn tôi đi cùng. Đúng, tôi không thể không quan tâm. Dù em dâu có là người thụ hưởng, em trai tôi đã dẫn tôi vào đấy. Tôi cũng phải đi. Không phải cậu tìm người trong tổ chức của cậu là được sao? Sao lại tìm Thất Ảnh? Tôi nhớ các cậu không thân lắm mà. Chúng tôi từng thực hiện nhiệm vụ cũng coi nhau. Như bạn bè rồi. Tôi còn gọi cả Tiểu Hề. Ba người chúng tôi cùng đi. Tôi đảm bảo sẽ không có vấn đề gì. Trưởng lão Thất Doanh, tôi cầu xin anh đấy. Tiểu Hề có thể phân biệt mùi của thú, còn anh có đầu óc thông minh lại sáng suốt. Thực sự muốn cứu người vào thời chỉ có thể trông cậy vào anh. Trưởng lão Thất Doanh, tôi chỉ có một đứa em trai này, anh nhất định phải giúp tôi. Hôm nay tôi sẽ ghi nhớ. Được rồi, đừng lải nhải nữa. Chúng ta đi thôi. Hàm Ngư quyết định giúp Lục Trà. Chủ yếu có hai nguyên nhân. Một là trước đây trong trò chơi ma sói do Tả gia chủ trì, Hàm Ngư đã bỏ phiếu quyết định khiến Lục Trà chết. Tuy cuối cùng đó chỉ là trò chơi, nhưng Hàm Ngư vẫn cảm thấy có chút ảnh. Lần này giúp anh ta coi như bù đắp. Nguyên nhân thứ hai là vì mấy ngày tối nay bản thân cũng có thể gặp tình huống tương tự, biết đâu cũng cần nhờ Lục Trà giúp đỡ. Tôi cũng đi cùng cậu. Không cần, nhiều người quá chưa chắc đã. Nhưng nếu điện thoại của cậu đổ chuông thì sao? Được rồi, các cậu tự cẩn thận nhé. Anh, cuối cùng anh cũng đến bọn rồi. Bọn họ là đều là bạn, vừa hay đang ở cùng nhau. Đến giúp một tay. Em kể chi tiết tình hình xem. Em tỉnh dậy vào nửa đêm, phát hiện Tiểu Quân có vấn đề. Tiểu Quân ngủ quá say, gọi thế nào cũng không tỉnh. Em định gọi xe cấp cứu nhưng không ai nghe máy. Em không cõng nổi cậu ấy. Em định tìm hàng xóm giúp nhưng gõ mấy cánh cửa đều không ai để ý em. Em dâu, em đừng lại đây. Anh làm gì vậy? Đừng ngây ra nữa. Chúng ta mau đưa Tiểu Quân đến bệnh viện. Cô không nói tiếp nữa. Đột nhiên cô phát hiện bầu không khí hơi kỳ lạ. Cô quay đầu lại, thấy Tiểu Hề đang canh ở cửa. Hàm Ngư cũng giữ khoảng cách nhất định với cô, thần sắc lạnh lùng, động tác đề phòng. 2 giây sau, cậu ta là ký sinh giả. Em dâu, em đừng lại đây. Giải quyết xong rồi, chúng ta về thôi. Hê, không, tại sao lại thế này? Anh trai à, tại sao anh không chịu ngoan ngoãn để em giết chứ? Như vậy chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau. Là ký thự giả. Tiểu Quân ca, xin lỗi em quá tự mãn. Lẽ ra em nên giấu kỹ hơn một chút. Như vậy sẽ không khiến anh nghi ngờ. Anh à, không trách em đâu. Em có thể lừa được thú khác, nhưng em là ký thự giả mà. Sao em có thể lừa được anh chứ? Ý gì? Dùng lời của các người mà nói. Thú cách trong cơ thể em dù đang ngủ say cũng có thể phân biệt người bình thường và người thức tỉnh. Chỉ là bị đạo lý kìm nén thôi. Nên khi thủy triều tinh hồng đến, thú cách của em nhất định sẽ thức tỉnh. Ngày này chắc chắn sẽ đến. Em xin lỗi. Anh là người thân nhất của em. Em nhớ tất cả những gì anh đã tốt với em. Nhưng mà không biết tại sao, bây giờ em chỉ muốn giết anh. Em hoàn toàn không kiểm soát được bản thân. Em cầu xin anh, hãy để em giết anh, để chúng ta hợp nhất thành một. Tiểu Tĩnh, tỉnh lại đi. Cậu ta không phải em trai. Em trai cậu đã chết cậu rồi. Cậu ta là thú. Em chính là em trai anh mà. Anh ta muốn chia rẽ tình anh em của chúng ta. Cậu không phải em trai của Lục Trà. Anh dựa vào đâu mà nói vậy? Em trai cậu ấy tuyệt đối sẽ không giống như cậu ấy, cũng sẽ không tổn thương em trai mình. Tiểu Quân thực sự không thể quay đầu sao? Đợi thủy triều tinh hồng qua đi, đợi thú ca của em ngủ say, chúng ta vẫn là anh em, giống như trước kia vậy. Loài người đừng ngây thơ nữa, đã không thể quay đầu rồi. Vì sao? Trận chiến đã bắt đầu rồi, các người đều phải chết. Cảnh báo, người đang đối mặt với tình huống cực kỳ nguy hiểm. Điểm may mắn tăng cường lên 2.700 lần. Chúng ta cùng lên nào. Tiểu Thảo vừa lên trong nháy mắt.
Tiểu Hề đã biến thành hình dạng của Hàm Ngư và có 50% năng lực dịch chuyển tức thời cùng thuộc tính tâm. Tiểu Hề trước đó đã chạm vào Hàm Ngư. Thiên phú thiên diện nhân của cậu ta hiện chỉ có thể mô phỏng. Cậu ta đã chọn dịch chuyển tức thời. Không cần đâu, cậu ta là em nếu trai giết tôi. Thì cũng do tôi ra tay. 5 giờ sáng, một chiếc xe hơi chạy trên đường đến khách sạn Bạch Hồ. Trong xe, Lục Trà không nói một lời. Thậm chí khí thự giả giao chiến với Lục Trà một phút đã bị Lục Trà dùng thủ pháp đánh nổ tim. Muốn khóc thì cứ khóc đi. Anh em, quầng thâm mắt của cậu hơi nặng đây. Tối qua cậu không ngủ à? Ừ, ngủ không ngon. Anh em, không ngờ cậu lại canh chừng tôi suốt đêm. Không phải, tôi có nói vậy đâu. Cậu học cái gì không hay? Đừng học tôi tưởng tượng thái quá. Ngay khi điện thoại vang lên, Hàm Ngư giật mình toát mồ hôi lạnh. Không sao, không sao, gọi vào ban ngày. Sẽ không có chuyện gì đâu. Hàm Ngư vừa nhìn ba chữ này, căn bản không có can đảm em nghe gái tôi gọi đến. Cậu giúp tôi nghe hộ. Nhìn bộ dạng nhát gan của cậu kia. Ở lâu, Cao Tinh Tinh, chẳng phải đã bọn nói rồi sao? Mấy ngày này không có đừng chuyện quấy rầy bọn tôi. Tôi phải trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp đấy. Thật hay giả vậy? Quả nhiên đã xảy ra chuyện rồi. Cảnh sát nói sao? Đã lập án, đang cử người điều tra. Bảo em về nhà chờ tin trước. Mẹ sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu. Em kể cụ thể xem chuyện như thế nào. 7 giờ tối, mẹ đột nhiên nhớ ra nhà hết nước tương, nên đi siêu thị mua nước tương. Khoảng 7 rưỡi, ba và bà nội đã về phòng ngủ. Em cũng ngày càng buồn ngủ, nhưng nhớ ra mẹ vẫn chưa về, nên gọi điện cho mẹ. Mẹ nói với em, bà ấy đang ở siêu thị. Gặp một bạn cấp 3 lâu năm không gặp. Trước kia hai người rất thân, quyết định đến nhà cô ấy ở một đêm. Em cũng không nghĩ nhiều, cũng đi ngủ luôn. Nhưng sáng hôm sau khi chúng em thức dậy, mẹ vẫn chưa về. Gọi điện cho mẹ, thì cứ ở trạng thái tắt máy. Cả nhà đều rất lo lắng. Ba ngồi xe lăn bất tiện, bà nội chân tay không tốt lắm, nên chỉ mình em đến đồn cảnh sát trình báo. Em gái đừng lo lắng, mẹ chắc chắn sẽ không sao đâu. Chúng ta về nhà chờ kết quả điều tra của cảnh sát rồi tính cách đi tìm. Trở về nhà, Hàm Ngư đầy tâm sự. Anh cũng rất lo lắng cho mẹ, nhưng anh còn phải cân nhắc hai khả năng khác. Một là mẹ là thú cấp cao, phát hiện anh là người thức tỉnh, cố ý dụ dỗ anh ra ngoài. Hai là bạn cũ mà mẹ gặp là thú cấp cao, cô ta giam giữ mẹ, muốn dụ anh ra ngoài. Cứ chờ mãi đến 5 giờ chiều, điện thoại của em gái reo, là đồn cảnh sát gọi đến. Cảnh sát qua điều tra camera, bước đầu xác định người liên quan mua xong nước tương ở siêu thị. Sau đó gặp một phụ nữ trung niên, hai người trò chuyện rất vui vẻ và cùng lên một chiếc taxi rời đi. Xe chạy thẳng đến vùng ngoại ô khu Tây Kinh. Do nhiều ngã tư ở đó không có camera giám sát, hiện chưa xác định được người liên quan xuống xe ở đâu. Không được, em phải đi tìm mẹ. Anh đi cùng em. Ba, bà nội, hai người ở nhà chờ điện thoại. Bọn con ra ngoài tìm. Không hay không biết, thời gian đã đến 22:30. Giữa chừng họ tìm kiếm rất nhiều nơi hoang vắng, đều không tìm thấy. Thấy thủy triều tinh hồng sắp đến, Hàm Ngư hơi hoảng. Hay hôm nay tạm dừng ở đây, chúng ta về nhà đi. Ngày mai chúng ta lại. Đúng rồi, trang trại Cốc Gia vốn định làm thành khu nghỉ dưỡng chủ đề nông trại, kết quả bị bỏ hoang. Có khả năng mẹ bị giấu ở đó không? Hoàn toàn có khả năng. Đi tìm thử xem. 10 phút sau, ba người đến trang trại Cốc Gia. Hàm Ngư liếc nhìn điện thoại, đã là 11 giờ đúng. Một tiếng nữa, thủy triều tinh hồng sẽ đến. Cao Tinh Tinh và Vương Tử Khải sẽ bị thương đạo ép buộc ngủ. Lúc nãy trên xe thấy cậu ấy mấy lần suýt ngủ gục, biểu hiện rất phù hợp với người lạc lối hoặc người bình thường. Tất nhiên không thể hoàn toàn loại trừ khả năng em gái là thú cấp cao. Đi nào, vào trong tìm thử xem. Lại qua nửa tiếng nữa, ba người kiểm tra xong tất cả các phòng. Anh em, nửa tiếng nữa là nửa đêm rồi. Lát nữa nếu tôi không chống lại nổi sức mạnh của ngủ mỹ nhân, có phải lại ngủ mất không? Hoàn toàn có khả năng. Vậy lát nữa cậu lái xe nhé. Chứ tôi lái nửa chừng ngủ gục thì nguy to. Ba nói bên đồn cảnh sát vẫn chưa tìm thấy mẹ. Mẹ sẽ không bị người phụ nữ đó hại chứ? Đừng suy nghĩ lung tung. Quá muộn rồi, chúng ta tìm kiếm mù quáng thế này về nhà trước đi. Anh đã bỏ cuộc rồi à? Không phải bỏ cuộc, mà tìm kiếm thế này cũng vô ích thôi. Em không về đâu. Muốn về thì anh tự về đi. Cao Tân Tây, đừng làm loạn nữa. Bây giờ tình hình đã đủ rối rồi, đừng gây thêm phiền phức. Tức về nhà. Em không gây phiền phức, em nhất định phải tìm được mẹ. Chưa tìm được mẹ, em tuyệt đối không về. Cậu đợi ở đây, tôi đuổi theo con bé. Hàm Ngư cố gắng chạy đuổi theo với tốc độ của người bình thường, không dám phát động thuận ứng. Anh không muốn để Cao Tinh Tinh nhìn thấy thiên phú của mình. Dù sao cũng không thể xác định 100% cậu ấy hay người lạc lối. Cao Tinh Tinh, xin lỗi, lúc nãy là lỗi của anh. Em ra đây đi, chúng ta tiếp tục đi tìm mẹ, được không? Tinh Tinh, xin lỗi, lúc nãy anh không tốt. Anh, em sợ lắm. Trong phòng có thứ gì đó. Vừa bắt được em. Thứ gì? Cảnh báo, tôi đang đối mặt với tình huống cực kỳ nguy hiểm. Điểm may mắn tăng cường lên 5.000 lần. Cảnh báo, ngươi đang đối mặt với tình huống cực kỳ nguy hiểm. Điểm may mắn tăng cường lên 5.000 lần. Em gái, tại sao? Cao Tinh Tinh không trả lời anh. Cậu ấy vẫn giữ gương mặt lạnh tanh, đôi mắt tối sầm không ánh sáng. Khoan đã, không ổn rồi. Cô gái trước mắt không phải em gái mình, cũng không giống Cao Tinh Tinh thức tỉnh thủ. Hơn nữa thủy triều tinh hồng còn chưa đến, cho dù em gái là thú cấp cao cũng chưa đến lúc thức tỉnh. Cô là ai? Muốn làm gì em gái tôi? Hạ Mẫn Dệ à, bị anh phát hiện rồi. Tôi có tên là Phó, theo cách xưng hô của các người. Anh có thể gọi tôi là Phó Gia. Phó Gia, ông là vọng thú. Nhưng theo cách gọi của các người, tôi thuộc về quan sát giả. Quan sát giả sẽ không làm hại con người. Các người hiểu lầm chúng tôi rồi. Chúng tôi không quan tâm làm hại hay không làm hại con người. Chúng tôi chỉ đang giải đề thôi. Chỉ là cách giải của mỗi người không giống nhau.
Quả nhiên giống với lời tả ra nói. Mẹ tôi mất tích có phải do ông rửa chó không? Chỉ để dụ tôi xuất hiện thôi à? Ha ha, mẹ anh sẽ không sao đâu. Em gái anh cũng sẽ không sao. Ông muốn làm gì? Tôi muốn anh làm một việc rất đơn giản thôi. Trở thành thức ăn cho em gái tôi. Đến đây. Hàm ngư, tối nay anh nhất định phải trở thành thức ăn của Sơ Tuyết. Dựa vào đâu chứ? Không phải yêu cầu anh. Tôi cầu xin ông đừng làm tổn thương cô ấy. Câu trả lời của tôi là Sơ Tuyết. Sơ Tuyết không thể chết. Anh nhất định phải trở thành thức ăn của cô ấy. Để thực hiện điều này, tôi sẽ không từ thủ đoạn nào. Tôi biết anh rất thông minh, nhưng đừng giở trò gì. Thiên phú của tôi là vạn hồn. Tôi có thể nhập vào tất cả sinh vật có tinh thần lực thấp hơn tôi, trừ khi tôi chủ động rời đi. Nếu không anh tuyệt đối không thể ngăn cản tôi. Khiến em gái anh tự sát. Tôi cho anh 10 giây để suy nghĩ. Tôi đồng ý. Ha ha, rất tốt. Rất dứt khoát. Yên tâm đi. Tôi nhất định sẽ thực hiện lời hứa. Anh sẽ không chết hùng đâu. Ha ha, rất bất ngờ phải không? Tôi là vọng thú, nhưng cũng là một bệnh nhân. Hàm ngư mặt không biểu cảm, không nói một lời. Sau khi quyết định trở thành thức ăn của Sơ Tuyết, anh đột nhiên mất hết hứng thú với mọi thứ. Thế giới mê vụ gì đó, vọng thú, sinh thú, tử trung yên chi môn gì đó, không còn liên quan gì đến anh. Hóa ra điều anh thực sự muốn nhất chỉ là những người thân yêu bên cạnh đều được bình an. Vì điều này, anh có thể không chút do dự từ bỏ tất cả, kể cả sinh mạng. Thế giới có lẽ là giả, nhưng tình yêu là thật. Ha ha, hoàng cảnh quang. Cuối cùng tôi lại giống anh. Hàm ngư, anh đã chuẩn bị xong chưa? Đừng giở trò gì. Nếu em gái tôi không sống nổi, em gái anh cũng tuyệt đối không sống nổi. Tôi nói được làm được. Đã chuẩn bị xong đến đi, tôi sẽ không chống cự. Hàm ngư đã cố gắng. Lần này anh thực sự không nghĩ ra cách phá quỷ. Em gái, mẹ đều trong tay bọn họ. Ba và bà nội có lẽ cũng gặp nguy hiểm. Còn có những người bạn bên cạnh anh. Bạch lộ nếu mất đi, xuất huyết thì coi như mất tất cả. Một kẻ điên mạnh mẽ mất đi tất cả, chắc chắn sẽ cướp đi tất cả của anh để trả thù. Hàm ngư chỉ có một cái chết mới có thể ngăn chặn tất cả những điều này xảy ra. Bà nội, ba, mẹ, em gái, Vương Tử Khải, Thanh Linh, Hoàng Cảnh Quan, Đấu Hổ, Quán Đầu, Hôi Hùng, Mãn Xà, Lani, Cưu Hàn, Chu Tước, Bảo, xin lỗi, đọc không hết tên, dù sao, tạm biệt tất cả mọi người. Rất vui được gặp các người, rất vui được đến thế giới này. Hàm ngư không đau khổ, chỉ cảm thấy rất mệt, rất muốn ngủ thật nhanh. Anh không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh cũng nào. Cũng mất đi mọi cảm giác. Sơ Tuyết, em làm gì vậy? Anh nhớ ra rồi, anh tự nguyện trở thành thức ăn của Sơ Tuyết. Anh sắp chết rồi, đừng buông tay. Buông ra thì không cứu được em đâu. Em muốn em sống tốt. Như vậy gia đình và bạn bè của em cũng không, không, không. Em không muốn anh chết. Không, tuyệt đối không. Trong nháy mắt, cơ thể Hàm ngư tràn ngập đau đớn. Không biết từ khi nào, nửa thân dưới của anh đã chìm vào bóng tối. Buông tay, nếu không cả hai chúng ta sẽ chết. Em không buông đâu. Hàm ngư đã không thể nói nên lời. Cơ thể anh đang chịu sự xé nát và tra tấn của vô số bàn tay. Anh đã mất đi tất cả, ngay cả cảm giác đau đớn cũng mất đi. Bạn tốt tuyệt đối không phản bội. Bạn tốt kéo tay nhau lên giá treo cổ. Trăm năm không được thay đổi nhé. Trong thực tế, thủy triều tinh hồng vừa mới giáng xuống. Trăng đỏ treo cao, xương máu tràn ngập. Sơ Tuyết nằm trên người Hàm ngư. Đột nhiên cậu dừng ăn. Cố gắng lên, để cậu ấy ăn xong. Lần này, cơ thể Sơ Tuyết không nhúc nhích. Ý chí của cậu đang giằng co với vọng hồn của Phó Gia. Cơ thể Sơ Tuyết bắt đầu run rẩy và ngày càng dữ dội hơn. Mười mấy giây sau. Hừ hừ, tôi trả lời đúng rồi. Đáp án của tôi mới là đúng. Của tôi mới đúng. Hê hê, đã trở về rồi. Cô em gái khỏe mạnh, tràn đầy sức sống lại trở về rồi. Sao có thể, anh ta lại còn sống. Con mồi bị quỷ ăn mà không chết. Lần đầu tiên tôi gặp. Anh tỉnh rồi. Tôi ngủ bao lâu rồi? 3 ngày. 3 ngày, bây giờ là ngày áp chốt của Thủy Triều Tinh Hồng. Em gái tôi và bạn bè tôi, yên tâm, họ đều bình an vô sự. Đúng rồi, cậu là ai? Tôn quỷ đoàn thủ lĩnh, nhưng tôi thích được gọi là đại gia trưởng hơn. Đại gia trưởng, thủ lễ. Trông cậu thế này làm đoàn sủng con được. Là đại gia trưởng của quỷ đoàn, tôi phải nói chuyện với cậu trước đã. Nói chuyện gì? Muốn làm con rể nhà quỷ chúng tôi thì phải tuân thủ quy tắc. Điều thứ nhất cũng là điều quan trọng nhất. Nhất định phải giữ. Con trai trước khi cưới phải giữ mình trong sạch. Sau khi cưới càng không được lăng nhăng bên ngoài. Khoan đã, trật tự nào? Đúng vậy, thằng nhóc kia, tao cảnh cáo mày. Quỷ đoàn chúng tao chỉ vào chứ không ra. Mày đừng hòng dụ dỗ Sơ Tuyết đi. Muốn ở bên cậu ấy thì mày phải nhập đoàn. Đệt, không phải, Xuân tiên sinh. Ông hiểu lầm rồi, tôi và Sơ Tuyết chỉ là bạn thôi. Hừ, quỷ không cần bạn bè, chỉ cần gia đình thôi. Cậu đã không định gia nhập quỷ đoàn thì tôi cũng không thể để cậu ở lại. Hàm ngư, cậu tỉnh rồi. Tốt quá. Bạch lộ, rốt cuộc là sao? Thằng nhóc này không chịu làm con rể. Cậu lại còn lừa tôi. Tôi là chủ gia đình đấy. Hê hê hê, Xuân đại nhân. Nếu tôi không lừa ngài, sao ngài chịu cứu cậu ấy chứ? Không ai được phép làm tổn thương Hàm ngư. Kể cả Xuân đại nhân cũng không được. Từng đứa, cánh đều cứng cáp cả rồi nhỉ. Xuân đại nhân, thằng nhóc này dù sao cũng cứu mạng Sơ Tuyết. Bây giờ coi như nửa người quỷ rồi. Cho dù cậu ta không gia nhập chúng ta, chỉ cần không đối địch với chúng ta thì cũng không để nỗi giết cậu ta. Xuân lại nhìn Hàm ngư, trong lòng cảm thấy bực bội. Quả thật anh có thể ngửi thấy mùi quỷ từ người thức tỉnh này. Nếu không phải vì điều đó, 3 ngày trước khi Bạch Lộ vác anh ta về, anh đã giết anh ta tại chỗ rồi. Vốn tưởng quỷ đoàn cuối cùng có thêm một thành viên nam, bây giờ xem ra là mình ảo tưởng rồi.
Xuân đại nhân, ngài quyết định tha cho cậu ta sao? Xét trên tình cảm của xuất huyết, lần này tha cho cậu ta, lần sau gặp lại sẽ là kẻ thù. Hằng Ngư, những lời tôi nói tiếp theo, cậu phải nghe cho kỹ. Sơ tiết của thật đã ăn cậu, nhưng đã dừng lại giữa chừng, mà cậu cũng kỳ tích sống sót. Đối với quỷ, đối với con mồi, đây đều là chuyện chưa từng xảy ra. Nhưng cậu đừng nghĩ là do mệnh cậu lớn. Nguyên nhân thực sự cậu có thể sống sót là nhờ xuất huyết. Một phần lời nguyền trong cơ thể cô ấy đã chảy vào cơ thể cậu. Lời nguyền ư? Lời nguyền khiến chúng tôi mạnh mẽ, cho chúng tôi năng lực đặc biệt. Tất nhiên, cái giá của lời nguyền cũng rất nghiêm trọng. Đó là nó không có bất kỳ dấu hiệu nào, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng chúng tôi. Giờ đây trong cơ thể cậu có một phần của xuất huyết. Mặt tốt của lời nguyền là cậu có thể sẽ có năng lực của lời nguyền, trở nên mạnh mẽ hơn. Mặt xấu là cậu cũng có thể chết bất cứ lúc nào. Tôi hiểu rồi, nhưng sao cô lại nói cho tôi biết những điều này? Ai bảo đứa em gái ngốc này của tôi quý cậu đến vậy chứ? Bọn em là bạn tốt, chị sẽ không hiểu đâu. Ừ, chị không hiểu. Hằng Ngư, trời sáng cậu hãy rời đi. Từ nay về sau sẽ là kẻ thù. Nhưng tôi vẫn hy vọng cậu có thể sống lâu một chút. Dù sao Sơ Tuyết cũng chỉ trông cậy vào tấm vé ăn dài hạn này. Tôi cảm ơn cô nhé. Trời sáng tôi sẽ đi. Trời vừa sáng, Hằng Ngư đã được Kinh Chập đưa đi. Anh lập tức đến nhà Vương Tử Khải. Vương Tử Khải nói với Hằng Ngư, lúc đó anh ở trang trại nhà bố. Vừa đến nửa đêm, anh đã không chống lại nổi lời nguyền ngủ mỹ nhân. Ngủ trên xe, tỉnh dậy thì thấy Cao Hân Hân đang ngủ ở ghế phụ, nhưng Hằng Ngư thì biến mất. Vương Tử Khải dù sao cũng đã phối hợp vô số lần với anh, nghĩ chắc Hằng Ngư đi thực hiện nhiệm vụ gì đó. Thế là Vương Tử Khải tùy tiện bịa ra lời nói dối cho qua mắt Cao Hân Hân. Cao Hân Hân cũng đang ngủ mơ màng, chỉ nhớ tối qua mình tức giận chạy xuống chân núi, rồi sau đó chẳng nhớ gì nữa. Trên đường Vương Tử Khải lái xe đưa Cao Hân Hân về nhà. Cao Hân Hân nhận được điện thoại của ba. Ba vui vẻ nói với Cao Hân Hân, mẹ cô liên lạc được rồi, không phải bị bắt, chỉ là báo động giả thôi. Một tiếng sau, Hằng Ngư đến khách sạn Bạch Hồ. Anh nhìn thấy hơn 100 người đen đặc đang nhìn chằm chằm vào mình, như đang chào đón một vị khách quan trọng. Trên thực tế, việc Thất Ảnh mất tích 3 ngày nay an toàn ý nghĩa rất lớn đối với những người thức. Phải biết rằng nếu ngay cả trưởng lão Thất Ảnh của Kỳ Lân Công mà cũng bị hại ở bên ngoài, đủ để chứng minh anh đã gặp phải kẻ thù đáng sợ. Đây rất có thể là điểm báo trước của một cuộc khủng hoảng lớn. Tân Dung, tôi cần kiểm tra cơ thể cậu, loại trừ khả năng cậu là thủ phạm. Không nên đâu. Ba ngày trước cậu bị thương nặng, suýt chết. Đúng vậy, đã xảy ra chuyện gì? Tôi gặp phải quỷ đoàn, nhưng tôi đã sống sót trốn thoát. Với tình trạng hiện tại của cậu, tôi không thể xác định cậu còn là Khải Dung trước đây hay không. Rất xin lỗi, có lẽ tôi phải giam giữ cậu. Tôi có thể hiểu, nhưng không còn cách nào khác để chứng minh thân phận của tôi sao? Ai trong các người có thể chứng minh thân phận của anh ta? Tôi có thể. Anh ta không có mùi của thú thanh. Anh ta không phải nửa người. Chào mừng trở lại đội. Hằng Ngư cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Dù sao trong cơ thể anh vẫn còn sức mạnh lời nguyền. Xem ra Tiểu Hề không thể phân biệt ra điều này. Nửa đêm, trăng đỏ xuất hiện đúng giờ, sương máu kéo đến. Đêm cuối cùng của thủy triều tinh hồng chính thức đến. Kim trưởng lão A, giọng nói của Lưu Thanh Vân mềm mại, tiếng gọi này vừa cất lên, mọi người xung quanh đều sững sờ. Vô thức bị bà chủ hấp dẫn. Chào các vị, tôi đi trước đây. Đệt, tên hôi hùng này sao thế nhỉ? Lúc nên chuồn thì không chuồn, lúc không cần chuồn thì lại làm trò này với tôi. Cố tình đẩy tôi vào tình huống bắt quái kỳ quặc. Đi đây. Lâu rồi không gặp. Lưu lão bản có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Tối nay tiểu tân một mình. Ai cơ? Tôi biết rồi, xin cáo từ. Tôi là Thanh Vân, đợi thủy triều tinh hồng kết thúc, ba chúng ta cùng đi ăn lẩu nhé. Cô gái này làm trò gì vậy? Nhắn tin nửa đêm làm người ta hết hồn. Thanh Vân, lại đây một chút khẩn cấp. Tôi vừa thử một lúc, tôi lại thấy rồi, chính là tối nay, nhiều người sẽ chết. Có thấy manh mối cụ thể nào không? Giấc mơ quá ngắn, nhưng mà tôi hình như thấy một cột sáng đỏ khổng lồ. Tôi không biết đó là cái gì. Nói hay lắm, tôi biết rồi. Có phải đội tuần tra phát hiện ra gì không? Đeo ống nhòm lên sân thượng là biết ngay. Đây là thứ gì vậy? Trông có vẻ quái dị. Chính là nó, tôi đã thấy cột máu này trong mơ. Họ hình như đang tiến hành một nghi thức tai ương nào đó. Tuy không rõ họ đang làm trò quỷ gì, nhưng chúng ta không thể ngồi chờ chết. Nhất định phải đi ngăn chặn. Thanh Long tộc, lập tức dẫn đội đến phía đông, bằng mọi giá phá hủy cột máu đó và tất cả những gì liên quan đến nó. Đấu hồ tổ, cậu dẫn đội đến phía nam, nhiệm vụ tương tự, không vấn đề gì. Chú tước tổ, cậu dẫn đội đến phía bắc, nhiệm vụ tương tự, rõ. Kỵ doanh tổ, cậu dẫn đội đến phía tây, rõ. Long 10, Bạch Hồ, chúng ta ở lại bảo vệ bộ phận hậu cần. Phong kẻ địch điều hồ ly sơn, hành động kích tay. Vì sinh tồn mà chiến. 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 Ba giờ 26 phút sáng, bên trong khách sạn Bạch Hồ vội vã lao ra hơn chục chiếc xe chia nhau đi đến bốn phương đông, nam, tây, bắc. Nhiệm vụ là phá hủy cột máu, ngăn chặn thảm họa có thể xảy ra.
Xe 2, mọi thứ bình thường. Xe 3, mọi thứ bình thường. Đã rõ, xe 1, mọi thứ bình thường. Đội trưởng, tôi vừa xem trên bản đồ. Cột sáng màu đỏ đó, hẳn là ở công viên ngoại ông phía tây khu Tây Kinh. Khôi Hùng bao lâu có thể đến? Tôi có thể đến trong vòng nửa tiếng. Cẩn thận. Đội trưởng, còn 10 phút nữa là đến nơi. Chú ý, còn 10 phút nữa đến đích. Đã rõ. Đội trưởng, chúng ta nhất định sẽ thắng đúng không? Thanh Long không biểu cảm trên mặt. Trong lòng rất ngạc nhiên, ngay cả Tư Hồng vốn tự tin thái quá ngày thường, hôm nay cũng trở nên bất an, còn lại nghe theo mệnh trời. Đội trưởng, tắt mic, nói chuyện riêng vài câu. Tên tiểu hề đó không đáng tin, đừng tin hắn quá. Sao nghe nói tiểu hề trước khi thức tỉnh là tên lừa đảo, đã ngồi tù. Hơn nữa hắn vốn là phó tổ trưởng tổ 4 của Bách Xuyên đoàn. 3 năm trước, trong một lần tổ trưởng tổ 4 chết một cách ly kỳ, hắn mới lên làm tổ trưởng. Cẩn thận tên này. Tôi vẫn nghĩ ông nên đưa Mông Dương ra ngoài. Tuy Mông Dương còn nhỏ, nhưng Thiên Phú rất hữu dụng. Có cậu ấy và Tử Trừa, tôi sẽ yên tâm hơn. Nhưng mà Thỏ à, cậu thực sự nghĩ trong trận chiến tối nay sẽ có người thoát được sao? Nếu tất cả chúng ta đều chết, Mông Dương một mình trốn đi liệu có sống sót được không? Bạch Thố không nói nữa, đạo lý cậu đều hiểu, nhưng tình cảm vẫn không thể chấp nhận. Mông Dương mới bao nhiêu tuổi đã bị ép tham gia nhiệm vụ cấp độ này. Trận chiến lần này chắc chắn sẽ nguy hiểm và tuyệt vọng hơn bất kỳ lần nào trước đây. Mọi người cẩn thận, kẻ địch đến rồi. Hừ, là ký sinh giả. Tương Hồ, nhanh lên, sắp đến rồi. Thất Ảnh trưởng lão, có chuyện tôi luôn muốn hỏi anh. Tôi từ chối. Trưởng Mao, cô, hey, được rồi, không đùa nữa, cậu hỏi đi. Lúc đó tôi trở thành bộ dạng ấy, không phải người, cũng không phải quỷ, còn từ chối giao tiếp với bất kỳ ai. Thiên Phú cũng mất tác dụng. Tại sao cô lại cứu tôi? Thực ra trước đây tôi từng có một người em trai, tôi rất yêu thương cậu ấy, nhưng vì một tai nạn, tôi đã mất cậu ấy. Nhìn thấy cậu lần đầu tiên, tôi đã coi cậu như em trai của mình, thề sẽ chăm sóc cậu cả đời. Khóe mắt Giang Hồ Lãng Chủ hơi ửng đỏ, vừa định nói, hê, cậu muốn nghe câu chuyện kiểu này phải không? Trương Mãnh, kiểu đùa này của cậu một chút cũng không buồn cười. Tiểu Hồ à, để cậu thất vọng rồi. Lúc đầu chị cứu cậu chỉ đơn thuần là tò mò thôi. Một người thức tỉnh sau khi chịu đả kích lớn lại có thể tạm thời mất đi thiên phú. Tình huống này trước đây chưa từng gặp. Nên đấy, chị chăm sóc cậu mỗi ngày, quan sát cậu chỉ là công việc của chị thôi. Ra là vậy, ôi. Tiểu Hồ à, hành vi hiện tại của cậu trong tâm lý học gọi là dịch tình. Sau khi thức tỉnh, cậu bắt buộc phải giết chết người cha kế từng. Cậu đau khổ bé náy, cô đơn. Tình cảm này nếu không tìm được chỗ dựa thì sống không nổi. Mà chị vừa hay xuất hiện, thế là cậu chuyển những tình cảm đó sang chị. Chỉ có vậy thôi. Thất Ảnh trưởng lão, anh không cần cảm thấy có gánh nặng gì. Tôi coi anh như người thân, anh vẫn có thể coi tôi như cấp dưới, thậm chí là một công cụ. Không sao cả, tôi không quan tâm. Đây là chuyện của riêng tôi. Giang Hồ, cậu hiểu lầm tôi rồi. Tôi nói với cậu những điều này không phải để làm tổn thương cậu, mà là muốn nói cho cậu biết, con người là sinh vật rất kiên cường. Cho dù tôi không còn nữa, cho dù một ngày nào đó cậu lại trở về cô độc một mình, cũng phải sống cho thật tốt. Cậu có nghe lọt tai không? Tuân lệnh. Cảnh tượng cảm động quá. Hàm Hàm, cả xe chúng tôi đều bị ép nghe hết rồi. Lần sau nhớ tắt mic nhé. Đệt, xấu hổ chết mất, tôi lại quên tắt mic. Đội trưởng, mau nhìn kìa. Xuống xe, vào trạng thái chiến đấu. Mau phá hủy bọn chúng. Hê. Kết thúc rồi sao? Làm trò gì vậy? Tôi còn tưởng rất lợi hại. Rút lui, đừng động đậy. Tầm nhìn vẫn đông cứng tại chỗ. Đôi mắt mở to, rơi xuống một giọt nước mắt kinh hãi và tuyệt vọng. Đội trưởng, toàn là sát phạt già trẻ tuổi khỏe mạnh. Chuẩn bị chiến đấu. Lên! Tăng hình! Hỏa diễm! Thốn kim kích phát! Nhược điểm kích phát! Yểm trợ, tôi cần yểm trợ. Làm trò gì vậy? Người thức tỉnh nào não có vấn đề? Ma dung của cầu nước vớ vẩn làm vũ khí thế. Những sát phạt giả bị của cầu nước đánh trúng. Họ không hề nhận ra, động tác của họ rõ ràng chậm lại, giống như bị người ta bật chậm 4 lần trở lên vậy.
Tam điều. Xúc tu. Lão Thất. Tay tôi. Lão Thất, Lưu Băng vốn tăng hình cùng quán đầu, đã không kiềm chế được cảm xúc của mình. Ba tên sát phạt giả lập tức phát hiện ra vị trí tăng hình đại khái của quán đầu. Mau chạy. Tất cả nằm xuống. Nằm xuống, mau nằm xuống. Không gian bảy cách. Nhập tay, tôi không sao mau rồi. Mau đi cứu Tam Điều, cậu ta bị xuyên tim rồi, vô dụng thôi. Lão Thất, tôi biết cậu và Tam Điều tình như tay chân. Bây giờ không phải lúc bi thương, hãy cố gắng lên. Chúng ta còn phải báo thù cho Tam Điều. Đúng, báo thù. Nhất định phải báo thù. Tôi phải giết sạch lũ súc sinh này. Kẻ địch chỉ có một tên hét lớn. Súng sắp đến rồi. Báo tên họ. Thanh Long, Kỳ Lân Công. Còn ngươi là ai? Kim Dã, phỏng thú trị án giả. Đến đi. Hóa ra Thanh Long chính là ngươi. Lão Phu sở muốn đấu với ngươi. Một trận rồi. Đáng tiếc. Người Lão Phu muốn tìm tối nay không phải ngươi. Kim Dã như một viên đạn pháo bắn vọt lên trời. Trong ngày mắt biến mất không thấy. Chỉ để lại dưới chân một cái hố đường. Rất nẻ và lún sâu nghiêm trọng. Ngoài Thanh Long ra, tất cả mọi người đều bị cảnh tượng này làm cho chấn động. Đội trưởng, Dojimer, ông ta đang hướng đến khách sạn Bạch Hồ. Đừng để ý ông ta. Chúng ta tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Tên Kim Dã này của thật rất mạnh. Nhưng vẫn chưa phải là đối thủ của hội trưởng. Bị động chịu đòn không phải phong cách ca cơ. Chuẩn bị hát. Từ Trư, cậu ở lại tại chỗ. Phối hợp với bá bảo vệ tốt Tuấn Mã. Mông Dương, ca cơ, không vấn đề. Hoàng Nữ, kẻ địch xa nhất giao cho cậu. Rõ, Bạch Thố, Thanh Xà, chúng ta giải quyết. Ký thượng giả xung quanh. Tốt, chúng tôi làm gì đây? Các cậu tự do phát huy. Ưu tiên bảo mệnh, chuẩn bị. Tiếng hát của ca cơ dịu dàng lại mang theo một chút thuộc tính thư giãn kỳ lạ và mê hoặc. Tựa như làn gió nhẹ nhàng thổi qua từng con thú. Chưa đến 10 giây, những con thú có tinh thần lực yếu đã lặng lẽ ngã. Còn những con thú tinh thần mạnh mẽ sự chú ý cũng bắt đầu tản mạn. Nhảy vọt. Ha. Ba phút sau, đối với một số người thì rất dài. Ví dụ như Phan Tuấn và Mông, nhưng với động vật chém giết ầm ĩ, anh ta cảm thấy mình mới khởi động người. Bảo định tiếp tục lên đường. Thật là quá mạnh. Tuy rằng Hoàng Liên không nghĩ trận giao chiến này sẽ khó đối phó, nhưng trong vòng 3 phút ngắn ngủi đã chém giết gần 50 con thú cấp cao, trong đó bao gồm không ít ký thự giả cường hãn, lại còn không tổn thất gì. Điều này thực sự quá kinh khủng. Khoảnh khắc đó, Hoàng Liên đột nhiên đối với đại có thêm một chút tự tin. Có lẽ nhiều người sẽ chết trong đêm này, kể cả bản thân tôi, nhưng loài người sẽ không dễ dàng bị diệt vong. Đại ca, dừng lại. Chủ tước trưởng lão, cứu anh ấy. Ôi, anh ấy chết rồi sao? Không thể nào. Ô, kẻ địch đến rồi. Hừng 8 giờ, còn 30 mét nữa đến nơi. Thanh Thảo đã phát động. Khôn Vương, để con trùng dưới chân giúp mình dò tìm vị trí kẻ địch. Đã nhận được phản hồi chính xác. Cẩn thận, mau lùi lại. Chị án giả họ Miêu. Năng lực vô danh vọng hoa. Những người trẻ tuổi lễ phép đều gọi ta là Miêu bà bà. Trao đổi ngang giá. Đi chết đi, ha. Thế là thắng rồi. Là thế thân, cứu tôi với. Cô gái trẻ đừng sợ chết. Cái đẹp mới là vĩnh hằng. Thanh Thảo, tất cả cẩn thận. Gương mặt già nua của Miêu bà bà run lên dữ dội. Ngay lập tức cảm nhận sự xâm nhập tinh thần khoan vào mắt bà và chiếm cứ não bộ của bà, gần như khiến ý chí của bà tiêu tan. Cẩn thận, đội trưởng, kiềm chế anh ta. Phần còn lại giao cho tôi. Chỉ có thể dùng chiêu đó thôi sao? Ngô Sát đề nghị, sau đó hôn mê một tháng không được à? Chỉ cần có thể giết chết bà lão thối tha này. Đừng nói một tháng, một năm cũng được. Được, trao đổi ngang giá. Trong nháy mắt, Ngô Sát cảm thấy tinh thần lực trong não mình đang gào thét điên cuồng như nước sôi sùng sục. Chúng đã vào trạng thái cuồng loạn nhưng vô cùng mạnh mẽ. Anh thực thoại toàn khai. Lần này ngay cả Chu Tước bên cạnh cũng cảm nhận được lực kéo vặn xoắn trong không khí. Đó là biểu hiện của tinh thần lực tràn ra ngoài cực mạnh. Hư, tiểu xào kỹ thuật, dám múa diều qua mắt thợ. Cẩn thận. Hê hê, người mắc bẫy rồi. Trao đổi ngang giá toàn khai. Chủ
Chu Tước hạ cánh, ngực phập phồng dữ dội. Trạng thái này của cô ta nhiều nhất duy trì 30 giây. Thiên phú trao đổi ngang giá. Cơ chế năng lực hệ sinh mệnh mạnh nhất tự liệt thập khá phức tạp. Trước hết là 4 cơ chế chủ động. 1. Lấy việc thấu chi trạng thái tương lai của cơ thể làm trong thời gian ngắn tăng cường trạng thái hiện tại của cơ thể. 2. Chữa trị cho bản thân và người thấu khác. Thấu chi chính là trạng thái của Chu Tước bản 3. nhân. 3. Thẩm vấn thi thể. Thấu chi cũng là trạng thái của Chu Tước bản nhân. 4. Hồi sinh thi thể. Thấu chi toàn bộ trạng thái của Chu Tước bản nhân một lần. Nói cách khác, 1 năm sau đó, Chu Tước sẽ rơi vào trạng thái hôn mê sâu, trở thành người thực vật. Còn có 2 cơ chế bị động. 1. Cơ thể sở hữu năng lực phục hồi mạnh mẽ. 2. Trạng thái cơ thể có thể tích trữ hạn mức tối đa là 12 tháng. Hãy cùng nhau hóa thân thành vẻ đẹp vĩnh hằng nào. Không ổn, hắn muốn đồng quy vu tận, giang hồ mới gọi thành công. Trang gia tự liệt 12, hệ trợ giúp mạnh nhất, chỉ cần định thân kẻ địch 5 giây và duy trì khoảng cách 10 mét trở xuống với kẻ là có thể kéo bất kỳ kẻ địch nào vào lĩnh vực của Trang gia và cưỡng chế tiến hành 5 lần đánh bạc. Trang gia có thể tùy ý đặt ra quy tắc và sở hữu 51% tỷ lệ. Chiêu này đối phó kẻ địch cung cấp thì rất vô dụng, nhưng đối phó kẻ địch chênh lệch thực lực lại có hiệu quả kỳ lạ. Ván đầu, đánh bạc đồng xu, đặt cược tay trái và đặt cược. Miêu bà lạnh lùng nhìn giang hồ, không trả lời anh ta. Bà muốn lập tức giết chết giang hồ, nhưng lại phát hiện cơ thể mình dù thế nào cũng không nhúc nhích được. Giữa hai người xuất hiện một đồng xu năng lượng khổng lồ, nó xoay tròn điên cuồng vài giây. Người chơi bỏ quyền, Trang gia thắng ván thứ hai, đánh bạc đồng xu, đặt cược tay phải, xin đặt cược. Mặt ngửa, Miêu bà đã hiểu rõ, mình tuyệt đối không thể chống lại quy tắc, chỉ có thể tham gia. Đây chính là Trang gia sao? Thú vị, chơi tiếp. Ván thứ ba, đánh bạc đồng xu, đặt cược chẵn lẻ, xin đặt cược. Mặt ngửa. Tương hồ, Chu Tước đứng bên ngoài kết giới không gian của Trang chứng kiến toàn bộ quá trình, lòng nóng như lửa đốt. Không sao đâu, sửa chữa phổi của Tương hồ chỉ cần 4 tháng trạng thái tích trữ. Trạng thái tích trữ hiện tại của tôi vẫn đủ dùng. Hê hê, tiếp tục nào, tiếp tục. Miêu bà không còn sợ hãi. Vốn dĩ bà đã định cùng tất cả mọi người chôn thây trong biển, hóa thành vẻ đẹp chớp nhoáng mà vĩnh hằng. Giờ đây bà giao tất cả cho định mệnh thực sự. Cách chết này có lẽ phù hợp hơn với vọng thú. Ván thứ tư, đánh bạc đồng xu, đặt cược hai mắt, xin đặt cược. Mặt ngửa. Hừ hừ, lại thua rồi. Ván cuối cùng. Chàng trai, tiếp tục đi. Ta có thể cảm nhận được cậu đang sợ hãi. Ván cuối cùng rồi, cậu phải đánh cực lớn một chút chứ. Chỉ cần cậu không giết được ta, ta vẫn có thể cùng tất cả mọi người đồng quy vu tận. Nào, chúng ta đánh cược mạng sống đi, tim hay não. Chỉ như vậy mới cứu được đồng đội của cậu. Rốt cuộc là cậu thắng hay tất cả cùng chết? Hãy để định mệnh quyết định đi. Tương hồ, đừng nghe lão, chúng ta có thể thắng, phần còn lại giao cho bọn tôi, chúng ta có thể đánh bại lão. Tương hồ mỉm cười với Chu Tước, anh biết Chu Tước đang nói dối, không thể thắng được nữa. Chỉ cần Miêu chưa chết, một khi kết giới của Trang gia biến mất, lão sẽ lập tức cùng tất cả mọi người đồng quy vu tận. Không được, mau dừng lại. Ha, dừng lại, đây là mệnh lệnh. Tương hồ, đây là mệnh lệnh của tôi. Bà lão thối tha, bà đã quá coi thường Trang gia rồi. Ván cuối cùng, đánh bạc đồng xu, đặt cược trái tim, xin đặt cược.